Lee Ji-eun, nữ diễn viên cùng thời Jang Dong-gun qua đời, nghi vấn do trầm cảm. Thông tin nữ diễn viên Lee Ji-eun qua đời tại nhà riêng khiến khán giả ngỡ ngàng và xót xa. Sáng ngày 9 tháng 3, cảnh sát đã thấy thi thể của nữ nghệ sĩ tại căn hộ riêng trong tình trạng tắt thở. Theo nguồn tin, vào 20 giờ ngày 8 tháng 3, cảnh sát sau khi nhận được tin báo mất tích từ người quen của Lee Ji-eun đã lập tức tới nhà riêng nữ diễn viên để kiểm tra. Tại nhà riêng, cảnh sát phát hiện nữ diễn viên đã tử vong. Cơ quan chức năng cho biết họ đang thu thập chứng cứ tại hiện trường, tiếp đó là tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của Lee Ji-eun. Được biết, cố nghệ sĩ sống một mình sau khi con trai nhập ngũ. Cảnh sát cho hay không có sự xáo trộn gì trong căn hộ của nữ diễn viên và cũng như không thấy có xâm hại đến cơ thể. Tuy nhiên, kết quả vẫn đang phải chờ giám định từ bác sĩ. Nhiều nghi vấn cho rằng Lee Ji-eun có thể tự tử do trầm cảm. Trước đó, nữ diễn viên có những động thái bế tắc khi chia sẻ nhiều hình ảnh, trạng thái bất ổn trên trang cá nhân. Đồng nghiệp và fan hâm mộ đã dành nhiều lời động viên, nhưng không ai biết trước kết cục mà Lee Ji-eun lựa chọn tìm đến cái chết. Hiện gia đình và những người bạn thân thiết đã nhanh chóng đến căn hộ và làm mọi thủ tục để có thể an táng chu toàn cho nữ nghệ sĩ. Lee Ji-eun hưởng dương 52 tuổi. Lee Ji-eun ra mắt với tư cách làm người dẫn chương trình Good Morning, đài SBS vào năm 1994. Sau đó, cô đã giành được giải thưởng nữ diễn viên mới tại Liên hoan phim Dòng Xanh lần thứ 16 và Liên hoan phim Đê Dông lần thứ 34 cho bộ phim điện ảnh My Dear Gum Hong. Về sau, tác phẩm đánh dấu lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ A Sunny Day Up Rút, hợp tác cùng tài tử Bae Yong-jun. Cô ghi dấu ấn qua bộ phim cảm xúc, người mẫu bên cạnh nhiều diễn viên cùng thời như Kim Nam-ju, Jang Dong-gun, Ryo Si-won. Trong quá khứ, nữ diễn viên đã nhận giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Blue Dragon Film Award lần thứ 16 và Daejeon Film Festival lần thứ 34. Đến năm 2004, bộ phim Hải Thần là tác phẩm cuối cùng của nữ ngôi sao trước khi quyết định giải nghệ. Những năm gần đây, Lee Ji-eun sống một cuộc sống yên bình bên con trai.